Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh của mình nha. Thì lại là mình đây, mình là Kit Kim Minh đây. Thì hôm nay mình sẽ bỏ qua cái vòng quay ma thuật này, với lại mình sẽ tâm sự một chút về sự nghiệp làm YouTube của mình nha các bạn nhá. Thì cái kênh YouTube của mình đã lập cách đây khoảng tầm hơn một năm rồi các bạn ạ. Mình đã làm YouTube được hơn một năm rồi. Nhưng mà trong cái thời gian đầu ấy thì mình làm video thì mình cảm thấy rất là vui khi là được mọi người ủng hộ, khi là được mọi người xem, nhất là những cái video mà được nhiều view đấy các bạn, những cái video mà được 1 triệu view với lại 500.000 người xem, với mấy nghìn người xem đấy. Lúc đấy kiểu mình làm rất là vui, mình rất là có hứng thú với việc làm video bên YouTube ấy. Nhưng mà trong một thời gian, nó chỉ được trong một thời gian đó thôi, là mình sẽ được rất nhiều mọi người ủng hộ này, với lại mình sẽ được đề xuất trên YouTube đấy các bạn, là mình sẽ được nhiều người xem hơn và được nhiều người biết đến hơn đấy. Nhưng mà đến cái lúc mà bị mất đề xuất kênh của mình, kênh bắt đầu của mình bị mất đề xuất và bắt đầu tụt view đi, là từ lúc đấy giờ đi, nên là mình bắt đầu mình chán nản, với lại mình chán chơi game nữa đấy các bạn. Thế là mình đã quyết định là mình bỏ làm video khoảng tầm hơn một năm, à không không, khoảng tầm một tuần một năm thôi các bạn ơi. Mình cũng bỏ game luôn, mình bỏ game Free Fire, với lại bỏ làm video khoảng tầm hơn một năm, à gần một năm thôi. Thì trong khoảng tầm gần một năm đấy thì mình đã suy nghĩ rất nhiều và mình cũng làm rất nhiều việc rồi. Mình cũng quyết định là muốn quay trở lại làm YouTube hơn. Thì xong một năm mình không làm video và mình bỏ game, thì mình đã quyết định là mình chơi lại game và mình làm lại video. Thì trong vòng 3 tháng trở lại đây thì mình đã bắt đầu quay trở lại với lại game Free Fire, và trong khoảng tầm 2 tháng trở lại đây mình đã quay trở lại làm YouTube, và mình đã cố gắng rất nhiều, mình đã nỗ lực rất nhiều để làm video và làm clip cho các bạn xem. Nhưng mà trong khoảng thời gian đầu là view rất là thấp và mình vẫn không có được đề xuất, nhưng mà mình vẫn cố gắng, mình chăm chỉ làm đều video mỗi ngày cho các bạn xem. Tính đến hiện tại là mình đã làm được hơn một tháng các bạn, gần 2 tháng rồi mọi người. Ngày nào mình cũng làm video cho các bạn xem, nhưng mà mình nhận lại được cái gì? Mình không nhận lại được cái gì hết. Mình cũng được vài người ủng hộ. Mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong khoảng 2 tháng trở lại đây. Và mình cũng cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Nhưng mà kênh mình nó bị mất đề xuất và không nên nổi view được các bạn ạ. View nó cũng chỉ có tầm khoảng, nhiều nhất cũng chắc được khoảng 200 đến 300 view một clip thôi. Và mình cảm giác là mình bắt đầu mình thấy chán nản trong vòng 2 tháng trở lại đây rồi đấy. Mình đã cố gắng và làm rất nhiều nhưng mà không được mọi người ủng hộ nhiều như trước kia nữa rồi, và mình đã bị mất đề xuất kênh mà kênh của mình nó cũng không được phát triển lên nữa rồi. Và mình rất mong là được mọi người trong thời gian tới, mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách like, follow và đăng ký kênh giúp mình nhé các bạn nhé. Các bạn nhớ xem hết video và các bạn nhớ để lại một góp ý dưới phần bình luận video giúp mình nhé. Thì bây giờ hiện tại thì mình cảm giác là khá là chán nản với lại việc làm video. Mình không còn cảm giác hứng thú như trước kia nữa rồi. Cảm giác là mình làm không được vui cho lắm. Với lại clip của mình cũng càng ngày càng đầu tư hơn, nhưng mà các bạn thì cũng có rất nhiều người ủng hộ mình. Nhưng mà số người ủng hộ mình thì khá là ít, và số lượng view mình thu lại thì cũng khá là ít. Mình chỉ muốn là làm một cái video này để tâm sự cho các bạn biết thôi. Thì mong thời gian tới các bạn sẽ ủng hộ nhiều mình nhiều hơn, và mình sẽ chịu khó like video đều cho các bạn xem nhá. Và mình sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng tất cả mọi người nhá. Mình cũng mong là kênh mình sẽ sớm lấy lại được đề xuất và tiếp cận được nhiều người theo dõi hơn. Và mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua và trong thời gian sắp tới nữa. Mong tất cả mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những clip tiếp theo nha các bạn nha. Còn bây giờ thì các bạn xem hết video rồi thì hãy để lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một
lượt đánh giá ở dưới phần bình luận video này nha các bạn nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì bye bye tất cả mọi người nha. Hẹn tất cả mọi người vào những clip sau nha mọi người. Bye bye.